Ngày 31 tháng 10 năm 2017, ông Huỳnh Quang Long, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Lâm Đồng cho biết, đã có kế hoạch đầu tư xây mới hai trường trung học cơ sở và trung học phổ thông. Do những năm qua, nhiều trường học tại thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng được xây dựng cách đây 40 đến 50 năm đang xuống cấp trầm trọng. Theo đó, trường trung học cơ sở và trung học phổ thông đống đa hiện tại sẽ phá dỡ hoàn toàn để xây dựng mới ngay trong năm 2017, đến năm 2020 sẽ hoàn thành. Trường mới có quy mô 4 tầng với 26 phòng học và các phòng chức năng, khu hành chính quản trị, hội trường, trang bị bàn ghế mới. Trường Trung học cơ sở và Trung học phổ thông Chi Lăng sẽ phá dỡ 10 phòng học xuống cấp để xây dựng khối phòng học bộ môn hành chính quản trị cao 5 tầng, tổng diện tích sàn là 2.900m2. Cả hai công trình này đều do Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Lâm Đồng làm chủ đầu tư, ước tính vốn đầu tư khoảng 42 tỷ đồng.